Chào mừng 500 tỷ các người anh em đã quay trở lại, mình là Cam Lợn đây. Và đây là chiếc Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Anh nhìn càng thấy đẹp. Và nếu các bạn nhớ thì hôm trước mình làm video trên tay tại sự kiện ra mắt smartphone này chính hãng tại Việt Nam, tại sự kiện Xiaomi trong Sài Gòn ấy. Thì một số bạn bảo là cái máy này có từ lâu rồi, sao bây giờ mới trên tay? Bởi vì hôm đấy nó mới ra mắt chính hãng ở Việt Nam. Còn có thì có sách tay, đương nhiên kiểu gì có trước rồi. Trung Quốc mà, cái gì để có máy sách tay trước. Nhưng mà đây, đây là phiên bản chính hãng tại Việt Nam, full tiếng Việt 100%. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết trên điện thoại này, nhưng mà intro cái đã. Vì chiếc Note 8 Pro này là phiên bản nâng cấp của chiếc Redmi Note 8, thế nên thiết kế của hai máy nó sẽ khá là tương đồng nhau, không khác biệt nhiều. Vẫn chung là chúng ta có một thiết kế làm từ nhôm và hai mặt kính là kính khí đột 5. Nếu anh em cần quan tâm thì đó là kính khí đột 5. Cũng xịn sò đúng không? Chứ không phải như một số hãng là chúng tôi có kính bền nhất trên tất cả smartphone dưới phát vỡ luôn. Và mặt lưng thì được vắt cong hai bên chứ không phải phẳng lì như chiếc Note 8. Thực ra thì kiểu vắt cong này nó có cái hay, mà kiểu lưng phẳng nó có cái hay. Nếu mà làm cong như thế này thì cầm trong tay nó bám hơn, nó ôm hơn, nó gọi là gì, là bo tròn, nó nằm trong lòng bàn tay nó sướng hơn. Nhưng còn kiểu làm phẳng thì nhìn nó có gì đó nó sang chảnh hơn, nó cứng cáp, nó mạnh mẽ hơn. Thế nên là mỗi người mỗi khẩu vị. Nếu anh em thích kiểu phẳng thì các bạn chơi Note 8, còn thích cong thì chơi Note 8 Pro. Ở mặt sau chúng ta có cụm camera khá cân đối, đặt một dọc thẳng giữa lưng. Cụm camera này thì nó không lồi nhiều như chiếc Redmi Note 8, và ba camera được đặt chung với nhau và cảm biến vân tay đặt ngay ở dưới cùng. Thì mình thấy nó khá là cân đối, nhìn rất là thích mắt. Ống kính macro thì đặt ở cạnh đèn flash, chính xác là dưới đèn flash, rất nhỏ và nằm phẳng trên mặt lưng. Chiếc máy này vẫn sử dụng cổng kết nối USB Type-C, đương nhiên chưa có Type-D hay là Type-E là Type-F tình cảm, thế nên vẫn là Type-C thôi. Và chúng ta vẫn có jack tai nghe 3.5mm. Phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng đặt ở bên trái. Và đối với bàn tay khỉ đột của mình thì mình thấy cái nút âm lượng nó chỉ hơi cao một xíu thôi. Còn đối với các bạn tay nhỏ thì thấy khá khó dùng. Nhưng cái này thì khả năng phải làm quen, bởi chúng ta muốn có smartphone to, màn hình lớn thì đương nhiên sẽ phải hy sinh những cái ví dụ như là không nút vừa túi quần chẳng hạn. Và cái việc nút âm lượng nó cao cũng là một trong số đó. Cái loa của chiếc máy này thì nó không có cải thiện nhiều, có thêm một chút bass, nhưng thực sự thì loa chiếc máy này nó cũng khá tốt, không gì để chê cả. Giá mà Xiaomi làm cho driver to hơn tí, bass nó xịch nữa thì ngon nữa. Đại khái là cái loa này không chỉ đơn giản loa chống điếc mà thực sự nó nghe ổn, dành cho các bạn không quá khó tính. Về màn hình, chúng ta có màn hình khá lớn 6,53 inch, tấm nền IPS LCD với độ phân giải là Full HD cộng. Thiết kế màn hình này thì quá quen thuộc rồi, một bước đi an toàn của Xiaomi, không có gì mới mẻ cả. Với một cái giọt nước nằm ở cạnh trên, loa thoại nằm sát sạt ở cạnh này, và cái camera selfie nằm ở trong giọt nước. Trước khi nói về cấu hình phần cứng, chúng ta cùng nhau nói về camera. Dù sao đây là điểm mà Xiaomi nhấn rất mạnh trong sự kiện ra mắt năm nay. Chúng ta có camera chính lên đến 64 megapixel f1.9, một camera góc siêu rộng 8 megapixel f2.2, 2 megapixel f2.4 là cảm biến chiều sâu, và 2 megapixel f2.4 nữa là camera macro. Về chất lượng ảnh chụp thì thực sự mà nói khá là ấn tượng với camera của chiếc máy này, một chiếc smartphone tầm trung. Chúng ta có khả năng thu sáng tốt, màu sắc đậm đà. Và khi các bạn chuyển đến chế độ 64 megapixel thì thực sự rất tốt. Tốt khi mà chúng ta đem ra so với smartphone. Còn nếu mà nói là cái độ chi tiết và zoom sát sàn sạt vào và vẫn còn nhiều thứ thì không thể nào so được với 64 megapixel trên một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Nhưng đối với smartphone thì thường bây giờ khoảng tầm 12, 16, 24 thì 64 MB chiếc máy này nó khá là bá. Nếu các bạn muốn chụp ảnh xong crop lại thì sẽ rất dễ dàng trên chiếc máy này. Chụp ngược sáng thì có cảm giác là nó chưa kéo lại được cái vùng tối lên nhiều khi mà các bạn chưa bật HDR. Còn bật HDR lên thì sẽ đỡ rất là nhiều. Và ở điều kiện thiếu sáng thì ảnh sẽ có noise nhẹ, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, và đặc biệt ở cái việc là hơi có noise này, tức là Xiaomi họ không cà đi nhiều thì ảnh sẽ không bị bệt. Không phải như cái kiểu quen thuộc của Xiaomi khi mà chụp thiếu sáng thì rất nhiều noise và rất bệt. Như đợt này, Redmi Note 8 Pro nó đỡ hơn hẳn so với cái truyền thống của Xiaomi. Chụp ảnh thiếu sáng nó chỉ hơi noise một chút thôi, chi tiết còn lại tốt, không bị bệt cũng như không bị tối quá, khá là ổn. Về quay video, chúng ta có thể quay được 4K 30fps hoặc Full HD 60. Chất lượng camera thì nó nằm ở mức gọi là qua được. Thì có chống zoom, nhưng chống zoom cũng chẳng thực sự tốt, nhưng mà cũng không tệ. Còn thực sự như thế nào thì các bạn có thể xem trên video này và tự đánh giá với mắt mọi người. Lật trở lại mặt trước, chúng ta hãy cùng nhau đánh giá về camera selfie của chiếc máy này. Chụp ảnh thì mình chụp xóa phông dưới trời nắng ở đây thì nó lẹ một ít chủ thể thôi, nhưng mà phần sau có nắng chiếu thì gần như là cháy hoàn toàn. Tức là cái giải nhạy sáng của camera trước nó không được tốt. Còn ở trong điều kiện thiếu sáng thì noise rõ rệt và nó hơi bệt một chút.
và thường xuyên bị xóa lẹm vào các cái chỗ tóc hay chìa ra. Tóm lại, với camera selfie sẽ đủ đáp ứng nhu cầu cho các bạn cơ bản. Còn nếu muốn chụp ảnh xịn sò đẹp hơn nữa thì vẫn có các lựa chọn, ví dụ như là Oppo. Nhưng còn chiếc máy này, camera selfie ở mức chấp nhận được, và nếu chụp đủ sáng thì ảnh vẫn rất là tốt, màu sắc gọi là đậm đà, da rẻ mịn màng, ngon nghè, xinh gái. Damn boy. Rồi, bây giờ là phần quan trọng này. Bây giờ là phần cấu hình phần cứng. Mua điện thoại Xiaomi thì chắc chắn là phải biết về cấu hình phần cứng rồi. Chúng ta có con chip Helio G90T, một con chip mới của MediaTek, không phải chip Snapdragon. Và mạnh hay không, hãy đợi hồi sau. Về RAM, chúng ta có RAM 6GB, và cái phiên bản mình đang cầm ở đây là 128GB bộ nhớ trong. Ngoài ra còn phiên bản 64GB, giá sẽ rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng. Dung lượng pin, chúng ta có pin 4500mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 18W. Mình có test cái cấu hình này với AnTuTu Benchmark thì số điểm đạt được là 282.000 điểm. Khá là bá đạo, anh em đừng coi thường con chip G90T mới của MediaTek. Khá bá, 282.000 điểm, thêm tí nữa là 300.000 rồi. Không thua mấy các cái flagship của Samsung hay là kiểu dạng là Hoa Quẩy hay là kiểu OnePlus. Chúng là khá là tầm lợn, chỉ đạt đến mức nửa triệu điểm thôi. Nhưng còn với cái mức giá chiếc máy này mà gần 300.000 điểm là rất tốt. Còn chơi game thì sao? Đó là điểm số thôi. Giao diện thì mượt mà, vẫn là cái giao diện MIUI hình thường, chẳng có gì cả. Thế cùng nhau test game. Liên quan mobile, máy chơi vô cùng mượt mà. Max setting luôn ở mức 60fps. Và khi chơi, chiếc máy này cũng nóng lên khá khá ở cái phần cụm camera. Loanh quanh khoảng tầm 38-40 độ, anh em sẽ phải làm quen hoặc đơn giản là mua một cái ốp. Ốp vào thì cầm đỡ nóng tay. Còn PUBG Mobile để được hẳn đồ họa HDR và mức khung hình cực kỳ cao, vẫn chơi mượt và trải nghiệm rất tốt. Tóm vay lại về phần cứng của chiếc máy này thì mình thấy khá đáng khen. Với cái mức giá, mà đấy mức giá như thế nào thì mời anh em click link của 7S dưới phần mô tả video. Khuyến mãi các thứ ra làm sao đấy, trừ tiền, trừ quà như thế nào thì nhớ đắp pass bạn shop heo và click link ở bên dưới. Thì với mức giá chiếc máy hiện tại mình thấy nó rất thơm, đem lại những trải nghiệm của nó. Màn hình khá tốt, pin trâu, có Type-C, có jack 3.5mm, cấu hình tốt, chơi mượt mà tất cả các game. Bởi vì chơi PUBG mà để HDR đồ họa cao nhất mà vẫn còn mượt thì còn gì không chơi nữa, ngoại trừ game ARK hủ chuối ra. Và camera thì đều chấp nhận được của cả hai, cả camera chính lẫn camera phụ rất là tốt. Tóm lại rằng là mình xin phép được thả tim cho chiếc Redmi Note 8 Pro này. Và nếu anh em xem xong video này giá chi tiết, muốn mua thì nhớ click link của 7S dưới phần mô tả video. Còn video hôm nay như vậy thôi. Nếu mọi người thấy hay, nhớ like, subscribe để gặp lại nhau trong các video khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.